Thì Dương xin chào quý cô chú anh chị em và các bạn. Cái video clip ngày hôm nay thì Dương chỉ tâm tình chỉ chia sẻ thôi. Những cái sự mà đối với thì Dương là một người Việt ở trong nước đó quý cô chú. Thì cái gì làm cho thì Dương bất ngờ hoặc là làm cho một người sống ở trong nước Việt Nam lâu như vậy mà ra nước ngoài làm cho Dương ngạc nhiên. Ngày hôm qua thì Dương có coi cái livestream của một người ở Việt Nam. Thì cái người ở Việt Nam này thì có một vị hôn phu ở nước ngoài về. Thì Dương có coi thì cái người nữ này nói rằng là sao cái người hôn phu của mình á, cái người chồng của mình á kỹ tính quá vậy? Sao mà sạch sẽ kỹ quá? Và cảm thấy nó giống như là cô này cảm thấy là giống như cái anh chồng mình ảnh quá kỹ tính, ảnh quá sạch sẽ thì làm cho cổ rất là ngột ngạt, cổ rất là ngán cái tính sạch sẽ của anh này. Thì tự nhiên cái này nó làm cho Dương có một cái đề tài để mà Dương nói. Thì Dương quên anh chị, thật sự nó cũng là một trong số những cái mà làm cho thì Dương rất là bất ngờ về cái thói quen sinh hoạt. Thì anh chị cũng biết rồi, thì Dương đến Na Uy là cái nguyên nhân đầu tiên á, là đi qua Na Uy để mà đoàn tụ gia đình theo cái diện mà gọi là hôn thê, có nghĩa là Dương qua Na Uy rồi sau đó Dương sẽ kết hôn, nhưng mà cái thủ tục giấy tờ nó bị trục trặc cho nên là thì Dương không có thực hiện cái việc đăng ký kết hôn lúc ban đầu đó. Thì cái người mà đưa Dương qua Na Uy đến chị thì khi đó về Việt Nam, thì hồi đó giờ Dương chưa có tiếp xúc với lại Dương chưa có tiếp xúc với người đàn ông Việt Nam ở nước ngoài qua 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 thời gian dài đó, mình không có tiếp xúc nhiều. Thì khi Dương gặp người này thì anh chị Dương có nhiều cái nó làm cho Dương rất là ngạc nhiên. Một cái người đàn ông rất là kỹ tính, quần áo là chỉ một một mặc một cái một một cái màu duy nhất thôi, mặc màu trắng thôi, không có màu nào khác lẫn lộn vào hết. Khăn trắng, quần trắng, áo áo sơ mi trắng, áo áo lót ở trong trắng, quần lót trắng, tất cả chỉ một màu trắng thôi. Và từ cái khâu mà vệ sinh thân thể anh chị rất là kỹ, răng cộ đồ, đánh răng xong anh chị súc súc miệng bằng Listerine sáng trưa chiều tối rất là kỹ. Mà quần áo anh chị mở ra một cái hả, nó thơm thiệt là thơm. Mà quần áo mà anh chị mặc dù rằng là quần áo đã mặc dơ rồi đó nha, lột ra để mà chờ giặt mà anh chị vẫn thơm thiệt là thơm luôn, không có cái mùi hôi cái kiểu giống như đồ quần áo Việt Nam. Thì nó làm cho thì Dương thắc mắc vô cùng. Nhưng nó là cái môi trường ở bên nước ngoài nó làm sao mà sao cái con người của người ta nó sống nó sạch sẽ mà nó gọn gàng đến mức độ như vậy luôn, mình không tưởng tượng được. Thì anh chị ở Việt Nam rồi á, thì cũng biết ha, mình cái môi trường cái nắng rồi nó ẩm, ra ngoài đường mình mặc quần áo đối với nữ thì mặc phải hai ba lớp chứ không thôi nó đen rồi nó bụi bặm, nó dơ, nó xấu. Thì ở Việt Nam cho dù có khẩu trang cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng đen hơn so với bây giờ. Nếu mà thì Dương nói với cô chú anh chị đừng có cười ha. Ở Việt Nam ra đường là khẩu trang mang hai ba lớp, đội nón bảo hiểm chồng lên cái đầu cứng xuống vậy nè anh chị, nó chồng xuống vậy nè nhưng mà cái mặt nó vẫn đen, nó không có trắng được. Có nhiều anh chị em nói so sánh Dương bây giờ trắng giống như ABC, nhưng mà thật sự cái môi trường ở bên đây nó vậy. Tại vì cái nắng mùa hè, cái nắng ở bên đây mùa đông là cái nắng lạnh nên chị không có dám lột đồ ra, với lại nắng nó cũng hiếm nữa cho nên tự động nó làm cho cái da của mình nó sẽ trắng lên, với lại mỹ phẩm nữa. Bây giờ Dương quay lại thì Dương thấy cái người đàn ông nó kỹ quá anh chị, kỹ mà. Và trong một vài cái video clip trước đó thì Dương cũng có chia sẻ ví dụ ở Việt Nam mình có cái thói quen là uống ly chung và mình chuyền ly đúng không anh chị đó. Thì đối với cái người mà người người bảo lãnh Dương đó thì tới ông là ông không có cầm, đưa ly là ông không có cầm đâu, là ông phải có một cái ly riêng. Ăn đũa cũng vậy, đũa là phải đũa, có nghĩa là trong cái bàn ăn đó có ông mới ngồi đó, là đũa phải để riêng được, có nghĩa là không có được gắp đồ ăn chung vô. Mọi người đó phải dùng cái đũa chung ở trong cái tô đó đó, hoặc là cái muỗng chung rồi múc đồ ăn ra, chứ không có được chọt chọt đũa của mình ăn rồi mình chọt vô là ổng không có ăn. Thì Dương nhớ lại một cái câu chuyện là có một cái anh hàng xóm, ảnh mới quý cái ông này quá đi, ổng mới mời cái ông này lên nhà chơi. Thì ổng làm gà nấu cháo, ổng trồng gỏi hay cái gì đó.
Thì làm xong xuôi thì anh em mới ngồi uống rượu. Lúc này ly thì mỗi người một ly rồi. Nhưng mà cái đũa á, cái ông hàng xóm á, thì anh chỉ biết cái răng của ổng, răng cổ của ổng á, thì nó lởm chởm, cái có cái không, với lại nó đen nữa anh chị. Còn cái ông kia thì ông kia kỹ tính dữ lắm, răng cổ rất là kỹ, sút đánh dữ dội luôn á anh chị. Là sáng mà ngủ dậy là không bao giờ có cái mùi của cái mùi mùi hôi của cái miệng, là không bao giờ có luôn, rất là kỹ luôn, kỹ cực kỳ kỹ, không có mùi đó luôn á. Thì cái anh hàng xóm đó, anh mới lấy cái đũa của anh ăn đó, anh cầm cái đũa của anh mới gắp cái đồ ăn, anh chấm vô cái chén nước mắm, xong rồi ông bỏ qua cái tô cho cái ông này, cái ông nước ngoài này nè. Thì ông này ông ông này ông lúc này ông bị đứng hình, ông bị giống như là ông không biết làm sao á, tại vì cái ông này ông cầm cái đũa ông ăn, ông đút vô miệng rồi, mà bây giờ ông gắp miếng thịt, ông chấm nước mắm, ông đưa qua cái tô bên đây, thì cái ông này ông sợ quá anh chị, ông biết làm sao mà là ông không biết nói cái gì. Ông nếu mà ông nói không khéo thì bên đây nó sẽ ông người ta sẽ giận, ta tự ái. Là từ đó trở về sau là anh chị biết ngồi là ông này ông không dám ăn đồ ăn gì nữa, không, chỉ ngồi nói chuyện xong rồi lát hồi tìm cách đi về đó. Rồi nhiều nhiều cái thứ nữa mà một cái người Việt Nam lúc đó Dương cũng chưa có quen nữa, tại vì Dương ở Việt Nam anh chị. Dương nếu mà Dương thấy cái người mà Việt Nam ở nước ngoài về mà như vậy, mình cảm thấy người ta hơi hơi kiêu ngạo, người ta hơi chảnh anh chị, mình thấy người ta hơi chảnh, người ta không có gần gũi. Lúc đó mình không có biết được rằng là cái đó là cái phép lịch sự tối thiểu, đũa chén đồ không có được gắp chung, mà mình không có nghĩ rằng nó khó đến mức độ như vậy, và người ta ở nước ngoài là như thế. Rồi ha anh chị biết không, về rồi bắt đầu về nhà anh chị thấy xung quanh nhà của Thùy Dương nó có cái bịch mũ rồi á, là đi vòng vòng lụm hết, lụm bịch mũ, kiếm bịch dồn, kiếm bịch mũ anh chị, bỏ bịch mũ vô chai nhựa hay đồ gì đó vô dồn lại, không có để nó bay lung tung. Dương cũng bị la cho một trận, nó làm mấy cái đồ này, nó để nếu mà để nó chôn dưới đất á, thì nó rất là nó làm hại cho đất và làm cho cây cối nữa, nó không có tốt đó. Mình lúc đó thì mình cũng vậy thôi, nhưng mình cũng nghĩ nó không có nghĩ đến mức độ mà Dương đã kỹ rồi. Dương cũng đã nói là gia đình mình á, là đừng có để bịch mũ rơi nhiều quá, chai nhựa rồi phải gom lại, đừng có để như vậy. Tính thì Dương cũng hiểu được cái tính năng của cái bịch mũ khi mà nó rơi hoặc là nó bị chôn dưới lòng đất, xin chừng cũng biết, nhưng mà còn kỹ hơn nữa, đi vòng vòng lùm lùm rồi rác hoặc là rơm đồ đó, là trời đi dọn rất là kỹ, kỹ tính vô cùng. Cầm cái chén lên, cầm cái đũa lên là coi trời, mình lúc đó cái Dương mới nói trời ơi, chết cha rồi, gì mà khó dữ vậy nè, rồi làm sao mà có những cái sinh hoạt như thế này, rồi làm sao mai mốt mình có thể về sống cùng được, là thấy mình thấy hơi bị lo đó anh chị. Mình vẫn biết rằng là kỹ lưỡng là tốt, nhưng mà thật sự quá kỹ đi, quá sạch đi anh chị, sạch đến cái mức mình chịu không nổi, mình bị căng thẳng vô cùng, mình bị áp lực. Thì quý anh chị biết không, là nhiều lắm. Mà lúc đó là thì Dương là cô gái ở trong Việt Nam mà, Dương đâu có sống ở nước ngoài đâu, cho nên Dương không có được cái cơ hội nhìn thấy được cái đời sống ở bên đây để mà mình thay đổi theo. Mình thấy xung quanh ai cũng như vậy, chỉ buổi sáng người ta dậy, người ta cầm cây chổi, người ta quét sột soạt ở ngoài cái sân. Rồi về ví dụ như trong cái giường thì tối ngủ chiếu vũ phạch phạch phạch, ai ngủ nệm thì phủi nệm. Vậy thôi, lau giường, lau nhà, lau này thôi, nhưng mà đó cũng chưa có là xi nhê gì hết trơn á, so với lại cái đời sống ở nước ngoài. Thì lúc đó Dương đâu có hiểu đâu anh chị. Dương nói trời ơi, thì tôi cũng dọn dẹp chén bát, tôi cũng rửa, tôi cũng ngâm này kia nọ làm, nhưng mà đó đối với ông đó là không có đủ tiêu chuẩn, có nghĩa là nó chưa có sạch sẽ gì, nó còn rất là bẩn, rất là dơ. Và khi mà thấy thấy mà lúc mà Dương rửa rau đó quý anh chị, cái Dương lấy cái nước để mà Dương rửa rau rồi xong rồi bắt đầu Dương lấy cũng lấy cái nước đó đó, cái Dương Dương nấu cơm, ổng nói trời cái nước này để lấy rửa rau mà lại lấy nước này nấu cơm luôn hả? Cái Dương mới nói đúng rồi, cái nước rửa rau á, thì lát nữa rửa rau thì đem nước này đi bỏ, còn nước cơm á, nấu cơm xong rồi cái nước nó thấm vô cơm mà ăn. Ủa là sao không hiểu, có nghĩa ông làm Dương cũng bị rối luôn anh chị, rất là rối. Có nghĩa là nếu mà lấy nước nước mà rửa rau mà đem đi bỏ, tại sao lấy để nấu cơm mà không lấy một loại nước khác nó tốt hơn, mình không biết nói làm sao đó. Bây giờ thì nói vậy thì vậy thôi, cái hệ thống nó vậy, mà lúc đó Dương cũng không biết làm sao để Dương trả lời nữa anh chị. Nhưng mà cái hệ thống nước ở bên Na Uy thì nó tốt, người ta có thể dùng nước để mà nấu cơm, để rửa rau, để uống luôn cũng được nữa. Dương một con cái của Dương mỗi lần nó uống nước là mở vòi, nó trực tiếp nó lấy nước nó uống luôn, đó là như vậy. Cho ngày xưa Dương chưa qua Dương chưa biết, Dương nói chết rồi trời ơi, cái gì mà khó dữ thằng ôn vậy nè, khó quá vậy làm sao mà về sống được, lo quá trời lo luôn anh chị, lo mà đến lúc mà có visa vẫn còn lo, run quá. Nhưng mà nó cũng quen anh chị, quen. Ngày xưa mình phơi quần áo mình cũng không có kỹ, không có cẩn thận nữa.
Mình cũng sơ sơ thôi, mình cái đời sống ở Việt Nam thì anh chị cũng hình dung ra rồi, xếp mùng xếp mền hay là quần áo là mình cứ treo như vậy thôi, nhưng mà mình không có chú trọng tới vấn đề treo cho nó thẳng cho nó đẹp này kia, không có. Nhưng cũng là một cái người và nó sống cũng hơi khó tính, nhưng mà so với cái người Việt Nam ở Na Uy về anh chị thì Dung không có là cái gì hết trơn, có nghĩa là cái độ sạch của mình không xi nhê gì với người ta hết. Thì khi Dung qua Na Uy đó anh chị thì Dung mới thấy được là trời ơi anh chị ơi, đi tới nhà của người ta bên đây sạch lắm luôn, sạch khủng khiếp luôn, nó sạch mà đến từng cái ghế anh chị biết không, từng cái ghế ha, từng cái ổ điện ha, rồi từng cái khe cửa anh chị, trời ơi, người ta chùi liên tục. Tại vì cái ngày thứ bảy cái ngày chủ nhật á, là cái ngày mà người ta sẽ nghỉ và người ta sẽ phân công nhiệm vụ, chồng làm cái gì vợ làm cái gì, lau nhà lau tủ lau cửa, có nghĩa là người ta làm hết tất cả, không phải là đợi mấy tháng mới làm một lần mà gần như là người ta làm mỗi tuần luôn. Và trang trí nội thất ở trong nhà là người ta chùi, người ta rửa rất là sạch, người ta làm liên tục và có cái sự phân chia công việc giữa vợ và chồng với nhau. Cho nên là khi mà bước vào nhà của người ta anh chị, trời ơi, nhà tắm sạch sạch, sạch trơn, nhưng nó trời ơi sao mà sạch dữ vậy, nhưng mà cái môi trường nó làm cho người ta như vậy. Mình cứ nghĩ rằng là ở nước ngoài người ta bận rộn đó anh chị, người ta sẽ không có thời gian để mà người ta dọn dẹp, nhưng mà thực sự ra người ta dùng thời gian hết cỡ. Vì vậy cho nên tại sao người Việt ở nước ngoài họ bận là họ chăm chút ngoài cái việc họ đi làm, họ kiếm tiền rồi họ về họ mua đồ ăn họ tự nấu ở trong nhà. Nó nhiều khi họ đi làm anh chị, thời gian của họ là vàng là bạc mà, cứ mỗi một tiếng đồng hồ là họ kiếm được tùy theo mười mấy đô, 20 đô, hăm mấy đô là bình thường đó. Rồi thì cái thời gian mà họ có dư ra được á, thì họ thường thường họ nấu đồ ăn họ để sẵn cho mấy ngày, rồi họ cứ đi làm, họ làm thêm tiền, rồi thêm giờ họ có thêm tiền, rồi nếu mà thời gian cuối tuần rảnh á, thì bắt đầu là họ mua sắm nhà cửa, trang trí, mua bông mua hoa, tủ tã chân chiết đồ. Mà Dương thấy đặc biệt người Việt ở bên nước ngoài, ở bên Na Uy này anh chị, họ chú trọng vào cái ngôi nhà của họ dữ lắm, họ chăm sóc cái nhà của họ, họ đặt bông chỗ này, họ đặt bông chỗ kia, họ trang trí đủ kiểu hết, làm cho cái đời sống của họ, tại vì cái nhà của họ là cái nơi mà họ sẽ về sau giờ làm việc, và cái nơi đó nó giúp họ thư giãn, cho nên là họ làm sao để khi họ bước vô tới nhà là họ cảm giác họ thật sự thoải mái xong một cái khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi ở chỗ làm. Họ về là họ relax, enjoy, họ ăn uống xong, họ dọn dẹp xong rồi họ có thể ngồi trên ghế sofa, họ có thể uống miếng rượu, họ coi tivi, đó, họ nói chuyện cùng với người thân gia đình. Thì cái gia đình, cái nhà là một cái nơi mà họ cảm giác được thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất, xua tan đi những cái mệt mỏi sau một cái thời gian dài làm việc đó. Vì thế cho nên là cái đời sống mà chia sẻ cái cuộc sống gia đình ở bên đây anh chị nó rất là lớn. Ví dụ như anh chị thấy hình ảnh người đàn ông ở Việt Nam là sau giờ làm về họ đi nhậu, thì ở bên đây nó trái ngược lại, là sau giờ làm về là người đàn ông và người phụ nữ cả hai cũng phải về gia đình. Nếu mà có con ấy, thì người chồng sẽ làm cái nhiệm vụ là đưa con đi học, chở con đi học những cái bộ môn nhạc, họa này kia nọ, hay ví dụ vậy, học võ gì đó. Rồi còn người vợ ở nhà thì làm gì, nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, nó làm đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn cho con, khi mà chồng về con về thì ngồi ăn với nhau, rồi làm một số công việc anh chị, hỏi có một cái sự phân công rất là rõ ràng, và cái trách nhiệm của người đàn ông ở nước ngoài rất là lớn. Vì vậy cho nên đa phần á, mình sẽ thấy người đàn ông ở nước ngoài họ rất là tự lập và họ làm nhiều việc mà người đàn ông Việt Nam á, có thể nói rằng là Dương không có chê nha anh chị, nhưng mà nếu mà so ra người đàn ông, một người đàn ông nước ngoài với một người đàn ông Việt Nam á, thì người đàn ông nước ngoài sẽ có điểm trội hơn rất là nhiều. Họ lau nhà được nè, họ không có ngại những cái chuyện đó anh chị, lau nhà, hút bụi, xếp quần áo, đẩy con, đưa con đi chơi, dạy con, đi chợ, nói chung là họ làm được tất cả những cái việc mà người phụ nữ làm, họ làm được hết á. Và nó làm cho nó, có nghĩa là cái cuộc sống ở bên đây ai cũng phải đi làm hết, đi làm đây chi, để kiếm tiền lo cuộc sống chung, để đi du lịch, để mua xe, để mua nhà bự hơn, để có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, nó đi du lịch nhiều nơi hơn. Vì vậy cho nên là cái trách nhiệm của người đàn ông ở nước ngoài nó khác với người Việt Nam. Người đàn ông Việt Nam thì Dương xin lỗi anh chị, những cái người có nhiều người giỏi người tài, nhưng mà cũng không phải là nhưng mà phần đông cái môi trường Việt Nam nó bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cái một số tư tưởng, giống như là việc nhà thì đàn ông không có làm, ở bên nước ngoài người ta không có tư tưởng đó anh chị, tất cả mọi người đều làm, nấu cơm nấu đồ, hôm nay vợ bận vợ không nấu cơm được thì chồng nấu, hôm nay vợ không đi siêu thị mua đồ ăn được thì vợ thì chồng đi, hai vợ chồng liên lạc với nhau, anh ơi anh đi về anh ghé anh mua giùm em cái này mua giùm em cái kia, thì người đàn ông sẽ đi mua, giặt quần áo, phơi quần áo là làm hết anh chị, quần áo nhỏ quần áo lớn làm hết.
thậm chí đi mua băng vệ sinh cho người phụ nữ cũng là một cái chuyện rất là bình thường, không có cái gì. Thậm chí là hôm nào Dương Dương sẽ phát trực tiếp đi, Dương hỏi quý ông ở nước ngoài làm gì, anh chị sẽ coi là quý ông làm được tất cả những cái chuyện mà chị nghe giật mình luôn. Đàn ông ở Việt Nam sẽ ngạc nhiên, ồ đàn ông ở nước ngoài làm vậy, làm hết tất cả mọi thứ, đàn bà đàn ông đều chia nhau làm hết, không có mặc cảm một cái gì hết, họ sống rất là thực tế luôn. Còn ở Việt Nam là nhiều khi Dương thì Dương ngày xưa Dương ở Việt Nam thì Dương cũng có được những người bạn, lúc đó thì Dương cũng có bạn trai, họ cũng tâm lý mình, chị chưa, Dương chưa có từng gặp những cái chuyện giống như là kêu họ đi mua cho mình những cái đồ dùng phụ nữ thì họ ngại, thì Dương chưa từng gặp. Nhưng mà Dương thấy có nhiều người đàn ông họ vẫn ôi mấy cái chuyện này của đàn bà mà cũng biểu tôi làm nữa này kia nọ, hoặc là những cái người giống như kêu xuống nấu cơm thì họ đùng đẩy, trời ơi tôi đàn ông tôi nấu cơm nó đâu, có ăn được không, ăn được phải nấu cơm được chứ, đúng không? Vì vậy cho nên là tất cả gần như là phần lớn công việc ở Việt Nam thì người phụ nữ phải gồng gánh rất là nhiều. Và vì vậy cho nên phụ nữ không có thời gian để chăm sóc cho bản thân. Còn phụ nữ ở nước ngoài được chồng chia sẻ công việc, nó vơi đi anh chị, nó giảm dần cái tầng cái áp lực công việc đó trong cái đời sống ấy. Cho nên người phụ nữ họ tươi trẻ hơn. Về cái điều kiện kinh tế họ cũng ổn định và họ trẻ hơn. Họ đỡ áp lực hơn là do cái sự chia sẻ của người chồng ở trong đó. Nên là nếu mà so với người phụ nữ Việt Nam cùng tuổi đó, thì người phụ nữ ở nước ngoài lúc nào nó họ cũng có cái sự chênh lệch nhau về cái sự trẻ trung hơn nữa, nó khác là như vậy. Là Dương chia sẻ tại vì ngày hôm qua đó Dương thấy Dương mắc cười quá, tại Dương coi Dương mắc cười tại vì cái người nữ này cứ 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 than vãn hoài, nó trời ơi kỹ quá, quá rồi kỹ tính luôn, kỹ chịu không nổi. Thật sự bây giờ mà con của Dương mà nó ở bẩn quá Dương cũng chịu không nổi, nên chỉ nó chỉ cần mà nó bưng một cái ly, ví dụ cái ly này đi, nó uống cái đó, để nó uống mà cái giọt nước này nè nó nhiễu xuống đây anh chị, mà nó để trên bàn một hồi nó không chùi anh chị, mà Dương mà nhìn thấy Dương chịu cũng không nổi nữa, Dương cũng phải bắt nó lau nữa. Dương nói là bây giờ không lau nó cứ ngắt làm sao lau, mất thời gian, vì bây giờ nó nước nó nhỏ xuống thì chỉ cần lấy cái giấy chùi thôi là xong. Còn bây giờ mà không lau rác nó cứng á, thay vì bình thường là dùng không tới một giây để mà chùi, lát hồi nó cứng ngắt là phải dùng tới 30 giây hoặc là 45 giây. Tại sao phải dùng thời gian nó phí như vậy, anh chị thấy Dương tính không? Ở bên nước ngoài là mình tính thời gian như vậy đó anh chị, mình đừng có dùng thời gian, tại vì mỗi cái một chút nó sẽ làm mình mất thời gian lắm. Cái Dương mới nói là con làm cái điều đó, con thấy con làm được con làm liền. Ví dụ như cái nhiệt độ ở bên Na Uy đó anh chị biết không, là cái khí hậu bên Na Uy thì nó lạnh nhưng mà nó khô. Nó lạnh nó khô là sao? Anh chị chỉ cần để cái ly nước này thôi, nó có một miếng nước một hồi nó khô queo cái này luôn. Nó khô queo luôn đó anh chị. Tự nhiên trong cái nhà mình á, tại vì trong nhà mình nó có cái máy sưởi đó anh chị, máy hút làm ấm lên á, thì tự nhiên đồ đạc của nó khô. Nó khô thì lát hồi nó khô nó cứng ngắc. Nếu mà mình không ngâm nước anh chị là lát hồi rửa mình sẽ tốn thời gian. Hoặc là những dĩa cơm đó quý anh chị, nó mình ăn đó, nếu mà mình không ngâm vô nước á, mình để ở ngoài một hồi nó cứng. Mà nó cứng như vậy mình sẽ mất thời gian để mà cho nó những cái hạt cơm hay gì nó còn dính trên dĩa đó, để cho nó trôi ra rồi mình bỏ vô máy rửa chén. Nó mất thời gian lắm. Vì vậy cho nên là thì Dương phải chỉ cho con mình rất là nhiều thứ, là con đừng có sử dụng quá nhiều thời gian cho những cái thứ không cần thiết, chỉ từng chút hết luôn anh chị. Ví dụ như uống nước hoặc là cơm hoặc là những cái son á anh chị, mà nó cứng quá đó, là bỏ vô là phải ngâm nước để chi lát nữa, trong cái lúc mình làm công chuyện gì đó thì nó mềm ra để mình rửa mình vệ sinh. Và đồ đạc nhà cửa cũng vậy, Dương thấy nó mình sống cái môi trường sạch nó quen rồi, thì Dương cũng nghĩ rằng là sau một thời gian nữa, nếu Dương nói giả sử nếu mà Dương về Việt Nam thì chắc có lẽ Dương cũng giống như bao nhiêu người khác ở nước ngoài về vậy. Không phải là mình chảnh đâu, mà mình đã sống trong cái môi trường nó quen rồi. Cái toilet gần như là mình chùi mỗi ngày. Mình đi vô nhà tắm một cái là mình phải chùi cái toilet, mình phải xối toilet, mình rửa nước để cho nó đi hết những cái gì nó bẩn, tóc đồ này kia nó rụng anh chị, mình vệ sinh nó quen rồi, kiến rồi mình cũng chùi mỗi ngày. Và mình đi ra vô nhà cửa mình lau chùi mỗi ngày và nó sạch, nó bóng vậy đó. Mà mình Dương nghĩ là đi về Việt Nam mà mình thấy nó bẩn thì mình cũng sẽ chịu không nổi, tại mình sống ở đâu thì mình quen ở đó. Dương thấy mắc cười cho nên Dương thấy cái bạn đó thì giống như Dương ngày xưa Dương còn ở Việt Nam vậy đó. Dương nói trời ơi cái suy nghĩ của bạn mắc cười, nhưng mà rồi bạn sẽ thay đổi, trong tương lai bạn sẽ thay đổi nếu bạn đi ra nước ngoài bạn sống. Tại vì nước ngoài nó kỹ dữ lắm, rất là kỹ. Và từng cái loại, ví dụ bếp thì người ta sẽ có cái loại nước rửa cho bếp, chén ly, rồi có nước loại nước rửa cho chén ly, toilet có loại nước rửa cho toilet, dầu mỡ, máy rửa, máy nướng, lò nướng thì người ta sẽ có cái loại để mà rửa để trị cái vấn đề mà chất dầu mỡ nó văng lên chị rất là nhiều. Thì Dương coi cái điều đó thì Dương coi bạn nó làm clip thì Dương mới thấy ồ cái này cũng là một cái để mà Dương có thể Dương lên Dương chia sẻ. Thực sự ra mình sống ở trong cái môi trường Việt Nam đó,
mình không có chú trọng nhiều, tại vì ở bên đó là mình không phải là trên chứ, nhưng mà nó bẩn, nó dơ và nó sống và mọi người như vậy đó, mọi người như vậy, thì mình thấy mình chỉ cần dọn gọn hơn một chút, sạch hơn chút là mình thấy mình khá hơn nhiều người rồi. Nhưng mà mình khi mình qua bên đây á, thì mình mới thấy trời ơi, cái sự sạch của mình không ăn nhầm gì của người ta hết. Cái sự sạch của mình là một cái sự bê bối, một cái sự bừa bộn, cái sự bừa bãi. Người ta làm cái gì bên đây, tại vì người ta có tất cả những cái đồ đồ để dụng để đựng hết, ví dụ muỗng, người ta có đồ đựng muỗng, nói chung là người ta có đầy đủ điều kiện để người ta có thể sắp xếp cái nhà của người ta cho thật là trật tự, đâu vào đó ngăn nắp, cái gì nó ra cái đó nó trật tự lắm anh chị hay. Bởi vì cái hàng hóa bên đây thì nó không có quá mắc, vì vậy cho nên là gần như là Dương bước vào nhà những người bạn của mình thì Dương thấy đều có một cái sự trật tự ngăn nắp, và họ trang trí cho cái ngôi nhà của họ để nó thêm cái nét đẹp sang trọng, và mình cảm thấy nó lãng mạn trong cái ngôi nhà nó, ví dụ mình bông hoa trưng rồi mình thấy nó đẹp và mình thay đổi. Thật sự là Dương ra Na Uy, Dương thay đổi khá là nhiều về cái nhãn quan của mình, về cái nhìn, cái quan sát của mình về cái đời sống xung quanh, và nó làm cho Dương thay đổi khá là nhiều luôn. Và một cái người Việt mà ở trong Việt Nam mà mới sang anh chị cũng cần rất là nhiều thời gian để thay đổi, chứ không phải là mình đi ra nước ngoài cái mình thay đổi được liền. Nhưng mà tất cả mọi thứ gần như là ở Việt Nam là qua bên đây Dương phải học lại hết, từ cái suy nghĩ, trong cái cách sống, trong cái mối quan hệ xã hội. Ví dụ như ở Việt Nam anh chị là mình thì Dương thì không có phải là giống như là mình ở Việt Nam thì người ta nói gì, trâu đi tìm cột chứ ai mà cột đi tìm trâu, phải không? Đó thì qua bên Na Uy nó ngược lại, ví dụ vậy. Hoặc là bên Việt Nam thì đàn ông không có cần phải lăn vô bếp, là ông làm những việc lớn lao hơn, thì qua bên đây mình thấy đàn ông làm hết tất cả mọi thứ, nấu cơm, nấu đồ, chợ búa, con cái đẩy con đi chơi, cõng con này, dạy con học, đồ này làm hết. Nó thay đổi hoàn toàn về cái suy nghĩ, về cái nhìn nhận của mình luôn trong cái xã hội đó. Nó thì ở Việt Nam đó anh chị, thì lúc nào mình cũng ngày xưa mình cứ nghĩ rằng là Việt Nam nó văn minh, nó hiện đại, nhưng mà nó hại điện vô cùng, hại điện lắm, ra nước ngoài ngu ngu ngớ ngốc người lắm. Vì ví dụ như là cái máy giặt cũng vậy, Dung mới ban đầu Dung qua Na Uy anh chị, Dung không có sử dụng ở Việt Nam có máy giặt, nhưng mà đồ áo của mình nó đâu có những cái áo, ví dụ những cái áo len, những cái áo len thì đâu có được giặt cho máy giặt đâu anh chị, nó rút lại nó teo lại hết làm sao. Là ngày xưa Dương cứ nghĩ ừ bình thường vậy, cứ quăng hết vô anh chị, những cái đồ mà áo len ấm là quăng vô hết, tới chừng lấy ra nó còn hết tí xíu như vậy, nó rút lại, bình thường mình mặc vô người mình được, còn bây giờ bỏ vô nó giặt anh chị, lấy ra mặc được có một nửa người mà thậm chí chọt cái tay không vô nữa, nó rút lại hết, nó hư hết luôn. Hoặc là những cái áo khoác đó mình bỏ vô là anh chị bông tưa đồ nó gom lại nó hư hết, và mình phải học lại tất cả mọi thứ. Và nhiều có Dương thấy có nhiều người á, khi mà ra nước ngoài ở chung với chồng á, thì khi mà chồng chỉ á, thì chồng chỉ thì mình tự ái mình không nghe, không nghe mình cãi, thì đâm ra có những cái sự mâu thuẫn trong cái đời sống vợ chồng, tại vì cái cách thức sống ở bên nước ngoài nó không có giống gì Việt Nam hết. Cái là mình phải nghe người ta hướng dẫn, mình nghe người ta chỉ, người ta ở nước ngoài lâu á, là người ta nói mình phải nghe, trong thời gian đầu mình học trước cái đã, mình khoan cãi, mình cãi là mình sẽ sai và mình phải nhận cái hậu quả đó. Mà ngày xưa thì Dương mới qua, Dương cũng cãi, cũng làm sai nhiều. Ví dụ hoặc là ví dụ như là ngày xưa Dương đi qua, Dương tìm cây chổi lau nhà anh chị, cây chổi bông cỏ đó hoặc cây chổi chà đó, tìm đâu có ra. Bên đây người ta không có ít xài chổi lắm, người ta đa phần là người ta xài cái máy hút bụi không à. Ví dụ trong cái kẹt, trong cái gì đó, người ta có cái máy hút bụi, người ta thọ vô cái nó hút liền à. Mình cứ đi lây quay, mình kiếm cây chổi mình quét, mình quen rồi, mình quen dùng chổi rồi. Ừ, trong cái lúc này có cây chổi quét là mình sẽ gom nó sạch ha, mà mình không nghĩ rằng là khi mà mình quét như vậy thì bụi nó sẽ bay tùm lum hơn. Nó trời ơi, mất khá là lâu luôn anh chị, để Dương không còn nghĩ rằng là cây chổi là một cái vấn đề. Rồi mình dùng cây chổi ở bên đây, cây chổi cũng đâu giống như cây chổi cỏ ở Việt Nam đâu anh chị, nó là một cái cây chổi nhựa quét quét, nó khác hết trơn. Và mình học lại như một đứa trẻ mà ở Việt Nam mà nó tập phát âm mẹ ơi, mẹ mẹ, ba ba gì đó, y chang như vậy đó quý anh chị. Thì thôi, video clip này cũng khá dài rồi, thì đó là cái sự chia sẻ của thì Dương, một cái người trẻ trong Việt Nam mới ra, và những cái sự ngỡ ngàng. Thì Dương nghĩ rằng là các bạn ở Việt Nam á, thì các bạn cũng có thể phần nào rút kinh nghiệm nếu mà các bạn chuẩn bị đi nước ngoài sống. Rồi, thì Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.